sau đó thì ảnh có vô làm thì em không có thích, thấy ảnh là râu ria rồi cái mặt nó chằm chằm trù ụ như một con cú vậy đó, mặt như con cú mèo, tức là sau này không gọi tao là cú mèo luôn. Dạ papa ơi à. Dạ xin lỗi à. Con muốn lại bà xã đi vô Pháp 3 tuần maximum và về Việt Nam. Papa được không? Lúc đó bà em có chịu không? Dạ chịu. Được. Dạ xin lỗi papa ơi à. Rồi. Con thích bé cháu nhiều quá. Con yêu bé cháu nhiều quá. Con muốn đám cưới với bé cháu. Papa được không? Dạ không, lúc đầu thì nói là đám hỏi thôi. Vì nhà em nói là cho em xấu quá, nói là sợ mày thay đổi. Cái ba em hạt lên cái không hỏi gì hết. Cái em với ẩm sợ quá trời luôn. Hai đứa nhìn nhau không biết gì hết. Cứ luôn cho hỏi cái gì. Xin chào em. Xin chào anh chị. Xin chào em. Where are you from? Em à? Em là người Pháp. Anh có thể nói được tiếng Việt không? Dạ em biết nói tiếng Việt một chút. Rồi, mời anh giới thiệu về mình. Em tên là Michael. Em là người Pháp. Em có 31 tuổi. Và em... bà xã của em. Và em là chủ quán. Chủ quán? Chủ quán cà phê, Ibu cà phê. À, Đà Nẵng. Em làm việc ở Đà Nẵng. Michael. Dạ. Biết chương trình Vợ Chồng Son này lâu chưa? Ba tháng. Ba tháng. Dạ. Một nay bà sang xem. Em xem. Cười. Em cười. Dạ rồi. Dạ. Em cười em thích hả? Thích. Em có hiểu không? Không. Hiểu một chút. Rồi, còn em nhớ dạ, gì mình? Dạ, chào anh chị. Dạ, em tên là Bích Châu. Dạ, năm nay em là 26 tuổi. À. Em đến từ Long Khánh, Đồng Nai. À. Dạ. Long Khánh, Đồng Nai. Ủa, như vậy là bây giờ hiện giờ tụi em đang sống ở đâu? Dạ, tụi em lúc trước trước thì tụi em làm chung nhà hàng Pháp ở Sài Gòn. Sau khi kết hôn, tụi em ra Đà Nẵng, tụi em lập nghiệp. Dạ. À, như vậy là tụi em từ Đà Nẵng bay vô đây? Dạ, đúng rồi ạ. Michael, chương trình rất là cảm ơn vợ chồng của Michael đã đến đây tham gia vào chương trình này. Không có chứ. Rất là cảm ơn Michael và vợ của Michael. Dạ. Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Hai năm sáu tháng. Lúc đó là cô ấy đang làm gì? Em làm việc ở nhà hàng Pháp quản lý. Và bác xa là... Em là thu ngân với lại pha chế. Ai là người để ý ai trước? Là cô này để ý em trước. Dạ. Wow. Dạ không, tại vì em là em làm việc đó trước ảnh một năm. Thì sau đó thì ảnh có vô làm thì em không có thích, thấy ảnh là râu ria rồi cái mặt nó chằm chằm trù ụ như một con cú vậy đó, mặt như con cú mèo, tức là sau này em cũng gọi tao là cú mèo luôn. Lúc mà ông sếp em ông nghỉ đó, rồi mới bàn giao em với ảnh làm việc trực tiếp luôn. Thì sau thời gian 6 tháng đó thì hai đứa làm việc nói chung là cũng đối mặt với nhau, thì em thấy ảnh tội nghiệp. Thì em cũng chọc chê thôi, bây giờ tao thích mày đó, giờ sao? Cái ông hỏi có nghiêm chỉnh không, cái ảnh ấy ảnh thích em. Em cũng tửng em giả bộ cười cười vậy thôi. Cái bữa sau cái ngay cái ngày mà Valentine 14 tháng 2 2014 á, là ảnh mua hoa mua sô cô la tặng em. Thì lúc đó em thấy tội nghiệp rồi mà mới quen thử coi sao. Quen thử ai về dính luôn. Dạ dính luôn. Michael thích vợ ở cái điểm nào nhất? Cười. Cười. Và vui vẻ hả? Vui vẻ. Bà xã là siêu đẹp gái quá. Bà xã là siêu đẹp gái quá. Mừng nhục em đó. Kể từ lúc mà em nhận được cái hoa của Michael. Dạ. Ngày 14 tháng 2. Dạ. Thì cho đến lúc yêu nhau là bao lâu? Mới quen là 6 tháng rồi. Thì ba mẹ ảnh có mời em qua bên đó dẫn em về ra mắt. Tại vì họ thích em. Xong rồi cái em nói em không có tiền để đi, không có giấy tờ, tức là em làm lương không có cao, với nhà không có điều kiện. Thì bên đó là tài trợ hết cho em luôn. Thì ảnh về ảnh dám nói tiếng Việt với ba em xin là cho bé Châu đi với con qua Pháp. Vậy hả? Repeat one more time. Dạ, papa ơi à. Dạ, xin lỗi à. Con muốn lại bà xã. Đi ở Pháp 3 tuần maximum và về Việt Nam. Papa được không? Lúc đó ba em có chịu không? Dạ, chịu. Được. Ảnh đem dạy em được vài câu như là chào hỏi hay gì gì đó, nói tên. Rồi xong rồi qua đó là em với ảnh sẽ nói tiếng Anh, ảnh sẽ dịch lại, ba mẹ nói tiếng Pháp. Rồi cái khó khăn như thế nào? Dạ, anh để em tự bơi với lại bà cả con. Dạy em là bánh nói quá trời, em không hiểu gì hết. Vậy hả? Cái mẹ ra hỏi Michael khen, nói em giỏi, em hiểu hết. Kể tiếp đi nghe, còn chuyện gì nữa? Dạ, thì qua bên đó thì ở Việt Nam mình á, thì trước khi đi ba mẹ em dặn là qua bệnh phải rửa chén rồi dọn dẹp cho để người ta nói mình lười biếng. Thì qua bên đó em cũng sắn tay vô làm, em rửa khí thế luôn. Mà bên đó người ta rất là nước, người ta rất là quan trọng, rất là mắc. Rửa thì bên la em nói là tại sao không bỏ vô máy, với lại nói em là qua đây chỉ vacation là nghỉ ngơi thôi chứ không có làm. Michael, lúc mà em xin hỏi cưới Châu á thì em qua em nói sao? Gì nữa y chang vậy đó, sợ giống vậy.
Dạ, xin lỗi papa ơi ạ. Nói. Con thích bé cháu nhu quá. Con yêu bé cháu nhu quá. Con muốn đám cưới với bé cháu. Papa được không? Dạ không, lúc đầu thì nói là đám hỏi thôi. Tại vì nhà em nói là cho em xấu quá, nói là sợ ông này thay đổi. Cái ba em nạt lên cái, không có hỏi gì hết. Cái em với ổng sợ quá trời luôn. Hai đứa nhìn nhau không biết gì hết. Cưới luôn chứ hỏi cái gì. Tại sao lại cưới luôn đó? Dạ xong thì hai gia đình có nói chuyện qua Skype là em sẽ nói tiếng Anh với ảnh và ba mẹ em nói gì, rồi ảnh dịch lại tiếng Pháp. Rồi đồng ý chọn ngày giờ hết rồi, xong thì Mỹ tổ chức hôn lễ cho tụi em. Lúc mà Michael nói là yêu vợ thì Michael nói bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Việt? À, kia muốn nói nói yêu bà sa anh yêu em. Là tiếng Việt. Bà sa la số 1. Yeah. Là nói bằng tiếng Việt. Yes. Có ông làm tự sáng tác một bài hát rồi tiếng Việt cho em nữa. Có xíu rồi. Vô hát đi. Bà sa ơi, bà sa ơi, em đẹp quá, em đẹp quá. Em đẹp quá. Nhưng mà lúc mà hai vợ chồng em mà lấy nhau xong rồi thì nó có giống như lúc yêu không? Nó có nảy sinh những cái mâu thuẫn hay là những cái mà cách suy nghĩ thì sao? Ảnh là người Pháp nên ảnh không có biết cái lệ của người Việt Nam mình nhiều. Thì giống như là nhiều Tết nhất đám giỗ hay gì đó thì đám giỗ, nói sao đám giỗ nhà mày nhiều đám giỗ quá vậy? Ví dụ mua quà cáp này nọ ông cũng hỏi. Còn riêng Michael thì sao? Khi mà đám cưới với một cô dâu người Việt, một người vợ Việt Nam và bạn là người Pháp, vậy thì khi mà về ở chung nhà với nhau thì có thấy có những cái sự trở ngại gì không? Em cô một bà sáu, một vợ là số 1, là tốt, đẹp. Không phiền. Không có vấn đề gì. Chắc chưa? Chắc rồi. Chắc rồi. Không gì đơn giản vậy nè. Hai người cưới nhau về, vợ em có ghen không? Nhiều quá. Quá. Nhiều quá. Dạ. Thí dụ. C'est pour qui em làm việc và khách là con gái. Chú ơi. Dạ xin lỗi. Em không có ghen, em chọc thôi. Giống như là tại nhà em nói là xấu quá nên phải cẩn thận với Michael, coi chừng là có người khác cua. Tại xung quanh tụi em làm bên dịch vụ ăn uống thì con gái rất nhiều, ảnh ra nói chuyện này nọ thì em cũng chọc chọc vậy thôi. Dạ. Michael có ghen vợ không? Dạ một chút. Một chút. Có kể chuyện nghe, có lần nào mà ghen mà em thấy không? Có, là lúc em làm ở, em còn đi làm ở chỗ khác ảnh á. Là cái quán BBQ thì có cái anh Tây đó. Ảnh là quản lý, ảnh cũng thích em, nó thích chơi vậy thôi. Cái mỗi lần Michael tính đón em là cứ bịt khẩu trang, cầm cái hút mà gầm gừ giống như nhìn muốn đánh lộn vậy đó. Ảnh nói với em, anh Tây ở trong đó nói chồng mày nói chồng mày á, mở khẩu trang ra đi, tao sợ quá, tao đâu có làm gì mày đâu. Cái em hỏi ổng sao, ổng nói là hình như thằng nó thích em sao, ổng sợ ổng phải làm vậy cho nó dữ lên. Anh thấy Michael là người vui tính, vậy thì em và vợ em có hay cãi lộn nhau nhiều lắm? Nhiều lắm không? Một ngày ba lần. Có không chồng? Dạ cũng có, nhưng mà có nhiều cái mình nhạy cảm mình không có nói ra được. Dạ. Michael có lớn tiếng với chồng nụt thì hình như là em không, chứ anh không có. Một chút. Có quýnh vợ bao giờ không? Em à, không phải. Không châu. Bá sao là quýnh đau. Quýnh đau không? Quýnh đau không? Đó. Mà nhìn là thấy con chuột là hơn nữa. Michael, anh muốn hỏi em là cái tật xấu của vợ em là gì? Ghen. 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 Dạ. That's it. Hết rồi. Đó, hết rồi. Trời ơi, có nhiêu thôi hả? Chắc 10 tháng chưa có lòi ra hay sao? Bà xã là số 1. Bà xã là số 1. Có tật xấu gì không? Dạ có nhiều lắm. Ví dụ? Khó tính như là ông già vậy đó chị. Ví dụ như em dạy trẻ chung thì thích nghe nhạc Quang Lê. Nghe không biết hiểu không mà cứ phải nghe lắm. Ồ vậy hả? Dạ nghe nhạc Quang Lê. Rồi mấy nhạc hồi xưa gì đó, Ngọc Lan rồi thích nghe nhạc vậy đó. Rồi xong rồi ngủ thì không cho em mở máy lạnh, không cho em mở quạt. Trời ơi. Lạnh, kêu lạnh mà em nói là ở bên Pháp mà về đây mà kêu lạnh. Xương không mà sao không lạnh được. Xong rồi cái gió mà quạt em nói vậy phải chỉnh quạt của em, ông nói đừng chỉnh của ổng. Em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Dạ có, một cái duy nhất không hút thuốc á. Ồ, Michael hút thuốc nhiều lắm hả? Cũng phải nhiều. Một ngày mấy gói? Một gói maximum. Bây giờ Châu muốn Michael thay đổi. Em yêu rồi, chưa có thể. Chưa có thể. Why? Khi nào? Khi nào chưa biết. Không, chưa stop biết. Thì có thể là từ từ. Nhưng mà bớt á, giảm. Ok. Thế em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? More quiet. Nói ít một chút á. Relax. Thế là bình tĩnh, để nóng tính á. Thì bây giờ em
Em bỏ thuốc lá đi, bên này bình tĩnh. You stop cigarette and we calm down. Chắc chưa? Ok, ok. Ok, chúc hai người hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh chị. Forever. Yeah. Em là Nguyễn Phi Phụng. Năm nay em 28 tuổi, em là kiểm toán viên. Em là Danh Thế Minh. Em năm nay 30 tuổi, em là giám sát kinh doanh. Rồi, các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, em với Phụng quen nhau trong một dịp đám cưới á. Thì tới lúc mà mình vô bàn mình ngồi á, tự nhiên thấy chị đó chị ngồi bên cạnh. Quay sang hỏi, ủa anh là bạn với mấy người xung quanh hả? Mình hỏi những câu vô duyên với mình, bạn với người trong bàn, hỏi câu vậy. Ấn tượng đầu tiên em và vợ em lúc đó là con này đẹp. Nhưng mà hình như hơi bị vô duyên. Rồi sao vậy? Cái ngồi nói chuyện một hồi thì thấy rất là mến, nó dễ thương mà nói chuyện rất là hay á. Xong cái buổi tiệc đó xong, em có xin số điện thoại thì em có dặn là khi nào về nhà thì gọi điện cho anh. Nhưng mà tối đó em xỉn cái điện thoại tắt nguồn. Cái tối đó về về tới nhà rồi gọi điện cho em là gọi điện không được. Em gọi điện không được? Dạ. Rồi lúc đó chắc là giận. Dạ không giận anh. Tại vì lúc đó ấn tượng với em, ông này xấu lắm. Hồi đó không có được vậy đâu anh, hồi xưa có 50 mấy ký à. Vừa ốm, vừa đen, vừa xấu mà mắt lòi ra, nhìn kỳ quá, nhìn không có giống người bình thường. Cái này rồi cuối cùng rồi làm sao lại yêu? Dạ đâu có yêu đâu chị. Bị tấn công riết rồi, rồi phải đầu hàng thôi đó chị. Chà, chắc tấn công dữ dội lắm. Rồi đám cưới thứ 5, cái qua thứ 6 là không liên lạc. Qua thứ 7 cái rồi em gọi điện chị đây rồi ăn cơm trưa. Thì chắc là giận em là hôm về gọi điện không được hay sao á. Cái mời lời em phải về Long An em ăn cơm ở nhà, nếu anh thích thì anh về nhà em ăn cơm. Cái một tiếng sau em xuất hiện trước nhà. Mà lúc mà đi về là em dự tính là em sẽ ngủ lại nhà này à? Không, em không dự tính ngủ ở nhà Phụng, tại vì ở gần đó cũng có nhà bạn à. Là em định đi chơi là tối đó là về nhà bạn ngủ thôi. Nhưng mà tối đó cái có cái anh bạn của Phụng có tiền là thì ăn cơm xong rồi cái đi hát karaoke xong cũng trễ rồi, cái em cũng nói sợ lợi thôi. Trễ rồi thôi chắc anh về nhà cũng xa, thôi chắc anh em mình trả chiếu ngủ đỡ đây rồi mai đi làm cũng được. Cái ảnh thiệt chị. Ừ luôn cái hai anh em trả chiếu ngủ ở nhà phòng. Đuổi hai người không về chị. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi. Hai ông ôm nhau ngủ chung chỗ vậy đó. Dạ đúng rồi đó chị. Hai ôm chị. Ý là chị nói là tình thương mến thương vậy đó mà ai mà tình địch mà ngủ chung một chỗ, chung một giường, chung một chiếu bao giờ. Nhưng mà không làm cách gì để mà đuổi ra cái anh ấy về. Em cũng sử dụng cái chiêu lúc trước là mua bia về nhà uống rồi. Mà anh đó đâu mạnh hơn em. Nhưng mà cái người bạn kia của em á, tức là hai người đó, thì sáng mai ai là người về trước? Em nhớ cái chi tiết á là hai người sáng mét nhau kinh khủng quá chị. Cái anh kia thì mét là cái anh này ngủ nghiến răng ngủ không được. Trời ơi, trời chưa nói xấu đó. Còn cái anh kia thì mét anh này ngáy ngủ không có được. Nói chung hai người cứ mét nhau vậy đó, là giống như bêu xấu nhau vậy đó chị. Cái ông nào mà nghiến răng, ông nào ngáy? Ông này nghiến răng, ông kia ngáy. Rồi lúc ấy gia đình bên em có nói gì không? Có bình luận gì về gia đình nói sao mà hẹn hò gì mà sao không sắp lịch để chung? Trời ơi, phụ huynh cũng dữ dội. Lên ra nữa. Sau cái đợt đó thì em lại thường xuyên lui tới nhà Phụng hơn. Thì Phụng cũng coi em là bạn bình thường chứ chưa có là tình cảm thân với em cho lắm. Thì trải qua một cái sự cố là bên nhà Phụng với lại nhà hàng xóm sẽ xích mích. Em đứng ra bên giật thì cũng có lời qua tiếng lại vậy đó. Mà chắc nhìn em cũng giang hồ giang nắng hay sao. Cái mặt hẹn của Phụng cứ tuần là dắt ba lô đi xuống. Cứ mọc rễ ở dưới đó chứ rồi tính sau. Em không có nhà cũng dắt ba lô xuống chị. Bao lâu thì lấy nhau? 5 năm á chị. 5 năm. Trời ơi. Cứ dắt ba lô xuống rồi đi về, xuống về 5 năm. Ăn ké chứ cũng mấy bộ lúa á chị. Rồi đó. Rồi bây giờ ăn ké mấy bộ lúa thì chắc chắn sau này vợ chắc phải quản lý gì lắm nè. Để mà tôi trừ lại cái khoản mà ông ăn bộ lúa nhà tôi. Đâu không cần phải hỏi cũng biết là ai là người giữ tiền. Em biết lý do tại sao không? Ủa sao nhưng mà nhìn không? Không có, tại vì đây là làm nghề kiểm toán. Đúng không? Cho nên cái chuyện giữ tiền chắc chắn phải là đây rồi. Nhưng mà làm nghề kiểm toán thì coi bộ em mệt lấy được cái đồng tiền ra hơi bị mệt á. Mệt á. Nói chung là cái gì nó cũng phải có cái chiêu của nó. Bỏ mít dày thì cũng có cái gì nó móng tay nhọn. Cái gì móng tay nhọn của em ra sao? Khoan, nghĩa là bên này giữ tiền. Dạ. Chi tiền cho em là theo ngày hay theo tuần hay theo tháng? Dạ chi theo ngày anh. Là cứ một ngày là vợ phát cho 100 ngàn, rồi cứ tầm 2 ngày là vợ cho tiền đổ xăng. Trời ơi, vì em nhiều hơn anh này. Trời, tôi nghiệp em vậy. Trời ơi. Vậy sao anh đủ anh? Ngày em 50 không? Em 70. 70. Mà bao luôn tiền xăng nữa nha. Vậy là có thể là cái khả năng. Trời ơi, em thấy anh hạnh phúc chưa? Có thể là cái khả năng anh quốc thận mạnh hơn anh về cái khoản bào. Phụng ơi, anh mùa. Anh nghe chưa? Sao? Là em siêu hơn bạn này về vấn đề mà bào với bòn với tiền cách làm móng tay nhọn đó, hiểu không? Đâu em kể thử cái móng tay nhọn của em xong rồi chị sẽ bật mí cái vụ móng tay nhọn của anh Thuận. Thì ví dụ như em làm giám sát kinh doanh, em hay đi ăn nhậu nhiều. Hay giao tiếp hay gặp bạn bè hay là phải dẫn em sale đi nhậu nhẹt vậy đó.
Thì những lần vậy thì em cứ nói giờ chi tiền nha. Ok chi á thì lấy cái đó. Còn không có thì bắt đầu nói em mình đi làm mình phải giao tiếp giao tế này nọ, ví dụ như lương bao nhiêu đó thì nó tính luôn cái chi phí đó rồi. Và em mà không có tính chi phí đó cho anh thì làm sao anh làm việc này nọ. Thì cái đó cũng là một cách. Hoặc là ví dụ như đi mua đồ, mua cái gì về cho mình là mình phải làm cái vẻ ra không thích, ví dụ như mua cái áo, cái áo đấy mua màu nâu nó dèo xanh mặt. Rồi đưa tiền cho mình mua thì mình mua thì nó có dư. Xăng thì nhiều khi mình chở sắp tới ngày đổ xăng rồi mình không có đổ, em lên mình chở đi chơi dạo kỹ cái xăng nó đổ xăng em ơi. Vậy là mình đút được một cái khoản xăng nữa. Có cách nào nữa không em? Không, bây giờ phải hỏi phụng nè. Có cái cách bọt nào mà em dữ phát hiện ra không? Bữa giờ nãy giờ những cái chiêu này là em biết hết không? Biết chị, biết còn nhiều hơn nữa đó chị. Ví dụ như lâu lâu bảo là em ơi bữa nay có em này kẹt tiền mượn, cái em cũng đưa cho mượn rồi xong không bao giờ thấy hoàn lại chị. Lo lo hỏi cái ủa nó trả chưa anh, sao em không thấy anh báo lại, nó trả rồi mà anh xài hết rồi em ơi. Rồi có cái bòn nó đột phá không biết. Mới gần đây á là mới biết phát hiện thêm cái cách là ảnh làm một cái tài khoản điện thoại á chị. Trước khi chuyển lương cho em á, hoặc là ai lâu lâu mà chị cho tiền á là nhét vô cái tài khoản đó là em không lấy được. Bắt đầu lâu lâu cái nạp tiền cho nhân viên này, nạp tiền cho người kia là lấy tiền lại. Trời ơi. Cái chuyện đó được á, dễ thương quá. Nhưng mà nói chung mình biết mình cũng vui vẻ đúng không? Nói chung là Phụng biết á, là từ khi mà có một tháng cái Phụng đưa tiền cho em giữ lại. Em hay cằn nhằn cái nói thôi tháng nay anh giữ tiền đi, em không có giữ nữa. Mình hiểu. Rồi cái đưa cho em giữ một tháng. Cầm tiền cục tiền của mình nữa, tiền của vợ nó nhiều đã quá rồi. Tháng rồi giỏ anh ơi, tháng này có giỏ bao nhiêu chi anh ơi, em chuẩn bị đi công tác rồi anh chi cho em 1 triệu tiền xài giặt cái gì là chi. Mới 4 ngày sau em kiểm lại cái hết 10 triệu khủng thôi. Cái em ơi thôi anh đưa lại cho em nha, không nhận. Cái bây giờ mà em không nhận thì chắc hai vợ chồng mình tháng nó ăn mì gõ. Năn nỉ dữ lắm, cùng đưa được cái cục đó sao em mừng lắm vậy. Và từ sau mà đưa cái đó xong thì giờ là biết mấy cái chiêu bòn của em hết. Thành ra vậy em phải kiếm nhiều cách mới, tí tối anh Thuận giúp em. Anh ơi, qua chương trình này sẽ có những cặp vợ chồng rất là cảm ơn chương trình, nhưng cũng có những ông chồng qua chương trình này xong rồi hận tôi với chị Vân, bởi vì qua chương trình này xong vợ biết thêm nhiều cách bòn. Bây giờ vậy nè, hỏi vậy theo em, cái mà quản lý chi tiêu mà xích sao như vậy là cái tật xấu hay là cái tốt của vợ? Qua cái tháng mà em gửi tiền lại cho vợ mà vợ chi tiêu qua nguyên một tháng mà 5 ngày cuối luôn mới hết tiền á, em thấy giỏi, cực kỳ giỏi. Đúng không? Giỏi không phải tốt, không phải xấu mà là giỏi. Chia sẻ với Minh luôn, là mình cũng giống như bạn, nói chung cũng có khoảng thời gian là vợ của tôi nói ông xài ghê quá. Không, bây giờ tôi đưa tiền cho ông tự ông chi tiêu, tôi nói thôi nghĩ sao vậy, đưa tôi đi chi tiêu xong khoảng chừng là tới nửa tháng là hết tiền. Thôi nhưng mà khi mình cầm tiền mình chi tiêu anh thấy mình nó nhỏ nhen lắm anh ơi. Cái gì đúng rồi, tính giống như này, tiền rác nè, tiền nước, tiền điện, tiền sửa xe, tiền rửa xe. Nó kỳ lắm, đàn ông trai mà tính nó. Tối đi nhậu tự nói chuyện đi, ta đang nói chuyện chung tự nhiên cái hai người á tiêu lòn nhau cái chuyện đó. Em theo em thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì là những cái gì là xấu? Cái tính xấu nhất của vợ em là hay nói xấu chồng. Mọi người có thấy nãy giờ giật mặt cái đại hội giật mặt, bây giờ mình hỏi khán giả là công tâm nhất nè, mọi người nãy giờ có thấy là Phụng nói xấu mình không? Có không? Rồi như rồi, là bây giờ ông chồng nói xấu vợ rồi, coi như đơm đặt nữa rồi sao, rồi có cái gì xấu nữa? Nói chung tính xấu vợ em thì nhiều. Em nói ví dụ như là cái bướng, mẹ em là người Bắc, nhà em mỗi lần ăn cơm này có mời bà ăn cơm, mời bác ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, mời anh ăn cơm, mời xong hết rồi mình mới ăn cơm, đó là chuyện rất là bình thường. Còn đối với vợ em thì anh ăn đi chứ mời làm gì, thời gian dài lắm mới xử được tính đó. Chị bướng thì nói là không nghe liền, cứ làm cho tức lên trời vậy. Thích chọc gan. Phải chị, tại vì em là người gốc Nam luôn mà, có hai vợ chồng ở chung với nhau thôi. Ăn cơm nhiều khi em quên mời cái giận chị. Giận thành ra là em nói chồng nhỏ nhen là ảnh đó. Cái người này là hay giận hờn đúng không? Hờn mát ghê lắm anh. Anh cùng fan anh Phượng. Đâu có giận với em. Rồi, để tật xấu nào kể đi. Điều đầu tiên mà lúc mà em ấn tượng là em về nhà gặp mẹ anh á, mẹ anh rất là kỹ tính, rất là sạch sẽ, chu đáo. Thì em cũng mừng lắm, em nghĩ trời mẹ vậy chắc là con rất là sạch sẽ, tươm tất. Tới chừng cưới xong mới phát hiện trời kinh khủng, ở dơ kinh khủng luôn, lười kinh khủng luôn, ăn cái tô xong là quăng đó, cởi cái quần ra là cứ để đó, không có cái dọn dẹp gì hết á. Đi công tác về là cái nhà em không bước có chỗ bước vô luôn chị. Trời ơi, chắc quăng lười biếng đầy nhà luôn hả? Rồi còn cái gì nữa? Rất là nóng tính, hay cáu bẳn với em, là hay chê vợ chị, cái gì cũng chê được hết á. Em lì lắm, em lười lắm, em dở lắm, em tệ lắm, suốt ngày cứ nói vậy, em làm cái gì cũng chê em được hết á chị. Hồi nãy chồng nói là vợ nói xấu chồng, bây giờ vợ nói là chồng hay chê vợ. Vậy là có qua có lại rồi em. Nếu như mà anh nghe chuyện của vợ em trước và sau đó em nói lại một câu là vợ em hay nói xấu em,
thì nãy giờ là giờ em nói xấu em đó. Không sao đâu, nãy bây giờ là tới chương trình nói xấu nhau mà. Đâu đại hội giặt mặt. Rồi bây giờ em muốn chồng em thay đổi gì? Dạ bớt chơi game lại chị. Bớt được không? Dạ được, lúc trước em chơi bốn trò giờ em còn chơi một trò. Đâu. Không được. Tại em muốn vợ em thay đổi gì? Một điều một có điều. Nhiều thứ trong đó được không? Không không không, một điều thôi. Bà Tiên cho một điều thôi. Nghe lời em một tí. Vẫn bị bướng đúng không? Bây giờ ra điều kiện đi. Nghe lời anh đi, anh không chơi game. Dám không? Dòng nghèo là anh đi, anh không chơi game. Đó, đó. Em trả lời đi. Nhưng quan trọng cái lời gì chị, nhiều khi yêu cầu của anh á nó không có phù hợp chị ơi. Em à, thực ra đàn ông á dễ dụ lắm, ăn thua mình thôi. Ví dụ giờ á mình cứ dạ vâng chồng mình đâu mất mát gì đâu em. Đúng không? Đó, cho nên bây giờ đó, em nghe lời anh đi, anh không chơi game. Nghe lời anh đi, anh không chơi game nữa. Đó, rồi nói câu đi. Dạ. Nha. Rồi em sẽ nghe lời anh nếu anh bớt chơi game lại. Giờ em nói là anh bớt chơi game lại thôi chứ không nói là không chơi nữa. À, bớt. Chưa, em bị hố rồi đó, thấy chưa? Nói lại mình không? Chơi game đi. Rồi đó mình chốt rồi, tôi chốt. Chốt rồi, chốt. Trời ơi, trai tài gái sắc mà thực ra là trai sắc gái tài nữa đó. Rồi, cảm ơn. Này đủ hết. Yeah. Con tên Phạm Thị Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? À, chào chị Hồng Vân, chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Cái gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức. Sao em tức cái gì? Không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng không? Trời đất ơi, trời đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái này. À, chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó cũng vậy, đó là người Tây người ta rất là có sao nói vậy người ơi, em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc quánh rồi. Trời ơi. Vậy? Trời. Ủa tại sao vậy? Người ta nói á là người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không cưng? Cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ rồi. Em không có cái gốc. Nhổ cái gốc rồi. Thì bứng cái gốc rồi. Chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi. Ừ. Đúng không? Có cái gì đâu mà phải. Trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi. Được chú gì đi chứ mà okay, okay. Lớn em rất. Chào chị, chào lần nữa. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Vân. Chào. Không không, chị luôn. Chị, bây giờ chị. Để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn okay. Thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. Anh yes. Bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó trai. Đó, rồi. Ok. Ok, mời em giới thiệu về mình. Mình con là con là em. Em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng bao tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Úc, Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Yeah. Vậy giờ tới em. Dạ con tên con nữa, em đi. Giận lắm rồi. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ, làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp. Còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi ố bệnh xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói Như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè. Ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như đẹp chưa như. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like the I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about
how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu, nhưng mà anh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn, đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Và em ấn tượng gì ở Dũng? Và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Dạ, yeah, xem luôn á, mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. À, vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. À, sao thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu, mà là tới 70 lần. Mẹ con là 70, tuổi Tức. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok, cứ xưng bằng con cũng được. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có đi để anh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp anh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê. Anh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chợt ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện. Dạ dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng, when you meet her, you fall in love. What about me? Like, what makes you like think like? When I first met her, em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà chăn chó. Trời ơi. Đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chăn chó rồi. Yeah. So I'm more curious about her, and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Okay. Đâu quay nón nhiều rồi, quá keo nằm hello nha. Okay. Quay nón nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở anh về bao lâu em? Anh về đâu 3 tháng là 3 hai tháng người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin từ khi anh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia cái nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her. When you lay far away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first. Em sợ a little bit. Yeah. But then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam. Then decided to sống in Vietnam. Vậy quyết định luôn đó là sau đó là
về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn? Dạ không có, lúc giống như là lúc đó anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới gì? Dạ nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Dạ chuyển về đây nó làm. Dạ rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Anh không có nói, anh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh mới, ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên hả ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được một tuần ảnh về bển lại, anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngưng nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt. Thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là dạ. Nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau anh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân, cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Anh nói làm gì mất thời gian rồi này kia, mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả ở từ từ mới có, mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình, cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa con đi vừa đi về, xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài, mà thấy cũng tội nghiệp, tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều, mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits chipsil, chipsil. Chipsil. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt, tám tháng rồi. 5 tháng rồi. 8. 8 tháng. 8 tháng. Dũng Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là công việc like ở bên kia. Do you feel happy or say when you move over here to live with me? How is your life? At the start I was a little bit scared, but
she, I knew as soon as I started talking to her more, every day we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống này. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định không phải không rau quay nón nhiều, rau quay nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em bỏ, con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới không được nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Ok. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi á. Dạ rồi. Tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc, rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bản ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể gắn đi bó rồi. Dạ dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã một hai năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó kiếp trước rồi, gia đình con làm hụi đó rồi, ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Ở nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy Như. Rồi anh hỏi Dũng nghe, thấy cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When first kiss. When I first moved over. Là khi lần đầu chuẩn bị qua đây á. Chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường. Cái phong tục đó, nó phong tục nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem lại giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đang làm. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có. Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng. Mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Còn Dũng? Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Là hồi đó giờ ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á. Cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ với lại gia đình con cũng dễ cho nên ảnh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? Cô giáo lại nhà dạy. Cô giáo. Sao học tiếng Nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá.
khổ quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese? Hát được không? Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need to Sing. Oh, need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tình yêu. Tần yêu, tần yêu. Tần yêu là của ai quên nè? Tần yêu của Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ là. Dạ hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Ok. Không có nhạc, không nhớ, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát nhạc. Anh nghe nè, ổng rành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó, chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó. Chảnh chó em cù bắp. Ồ cù bắp em. Em cù bắp. Hả? Rồi xong rồi. Rồi xong rồi hả? Cái gì em ngu ngốc kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word. Yeah. Yes, like something. But not really bad. Not really bad. Oh well. Well. Cái gì không nhớ hả? À? No, okay. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Phần ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không, nó xấu mà lại nó tốt. Là hay bực bội ổng ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD đó cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc nhưng mà làm hai người coi kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disrespectful, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian ảnh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh. Còn ảnh thì ảnh hiểu, ảnh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ anh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt được không? Nói nhiều hả? Em tức giận. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó. Còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên.
xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1L. Buy clothes all Vietnamese? The time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua. mua 1L. Là gì? 1L. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try to be nice or yeah. I try to talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, anh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Là cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. I just smile at you. No, what like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu, sao sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi. Còn tật xấu gì nữa không? What bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Sang thay đổi nhanh. Sang sang nông chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi góc là dạ, rất là nhanh. Dạ. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận, hay nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì cũng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ dạ. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. À, tức là phải chững chạc lên, gọi là sao? Đàn ông gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change lên, not play game hết. Rồi cái kia nữa. And but lay not bê đê chứ mất lay. Bê đê. Không bê đê. Not bê đê. Rồi trời ơi. Là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Dạ. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe. Rồi, xin cảm ơn em cảm đã đến với chương trình. Thank you very much. Như nãy kêu Dũng làm vụ bê đê. Do bê đê like this one more time. Oh. Yeah.